Chào các em, chúng ta giải tiếp nick số 2 VinBus của khối lớp 8 vòng số 8 để tìm các cái câu lạ và khó ha. Những câu mà đụng ở nick 1 rồi thầy sẽ nói nhanh thôi. Các em trở lại nick 1 mà xem, đỡ mất thời gian. Rồi, cái loại này thì mình dùng một tờ nháp để lưu kết quả lại. Số dư khi chia 2 mũ 30 cho 10 mũ 3. Cái này đã làm ở nick trước rồi. Thầy không làm nữa. Các em trở về nick cũ, các em coi cho kỹ. Ở đó thầy giải cực kỳ kỹ luôn. Giải theo kiểu tường minh toán học em. Ô thứ hai. Dùng kỹ thuật V71. Xin lỗi, V81. Giải ra nhanh chóng. X bằng 20 trừ 4 phần 3 là trừ 4 phần 3. Ta để nguyên 824, ta để nguyên, chờ đợi 36. Cái tiếp theo ta bấm máy thôi. 2 1 phần 3 là hỗn số, chia cho mở ngoặc âm 1 3 phần 4 bằng âm 4 phần 3. Vậy ta tìm được hai cặp giống nhau rồi các em. Khỏe hả? Thừa số nguyên tố lớn nhất khi phân tích cái này ra thì ở nick trước thầy có giải rồi, nó chính là số 13. Dùng kỹ thuật V81 rồi giải ra thôi. 2 13 2016 4 81. Bài này thì ta tính bình thường thôi, 2 mũ 4 nhân 3 mũ 8 rồi đem chia cho 6 mũ 4. 81 x sẽ bằng 81. Còn này x sẽ bằng 24 hả? 24 chia đôi, chia 12 thành 2. 400 20. Bài dưới này. Dưới này toàn mấy bài khó hả? Rồi. Thì cũng phải có bài khó chứ, toàn bài dễ không, nhìn chán đời quá ha. X cộng y, x dương y dương. X cộng y bằng x y. Rồi người ta cho x cộng y là bằng x y nè. Rồi đi tìm. Đi tìm x giờ y. Đây giống như giải phương trình hai ẩn vậy kìa. Cộng y bằng x y. Như vậy bây giờ x dương y dương thì thầy đem thầy chia hai vế cho x cộng y đi, xin lỗi x y đi. Hai thằng bằng nhau thì khi chia nhau ra một nè. Rồi thì tách ra. Ồ, tách ra cũng vậy, đâu được gì đâu ta. Ủa bài này vô số nghiệm mà ta. Nếu mà với dữ kiện này á, thì x và y nó thoải mái luôn. Nhiều đáp án lắm. Thôi cái đó mình gác sau đi. Bây giờ mình giải câu này trước. Trừ 3 tất cả bình, 23 trừ 3 tất cả bình là bằng 400. Rồi cái này ở nick trước thầy cũng giải rồi nha. N nó sẽ bằng 37 hay sao, 37 38 gì không biết, quên.
giải lại, giải bằng kỹ thuật mà thầy đã dạy trong V81 nhé. Ở bài trước giải rồi mà quên. Rồi hình như là n nó sẽ ra là ba mấy, thì nhớ không lầm là ba mấy. Thử là tiếp. Đúng rồi. Nó sẽ ra là x à, n bằng 36 các em. 36. Các em trở lại nick số 1 coi nha, thầy giải kỹ bài này rồi. Số dư khi chia đa thức này cho đa thức x cộng 1 là nó sẽ là theo định lý Bayes, tức là kỹ thuật ở trong khóa học V71, à xin lỗi V81, thì số dư của nó sẽ ra là 2016 kìa. Nhưng mà tội cho những em là chưa có học khóa học V81 thì không biết, không hiểu các em hả? Thì thầy cũng giới thiệu luôn cho hiểu nè. Đa thức Bx là nó bằng x mũ 2017 cộng cho 2017. Giờ giả sử đa thức Bx này nó lúc chia cho đa thức x cộng 1 á, là nó được thương là quy, quy bao nhiêu thầy không biết, rồi dư là r, r bao nhiêu thầy cũng không biết, thì thầy chỉ ghi là r bằng x cộng 1 nhân quy cộng r thôi. Thì lúc đó p của trừ 1 nó sẽ bằng x thì đổi thành trừ 1 thôi, cộng 1 nhân cho quy rồi cộng cho r. Vậy suy ra p của trừ 1 là bằng 0 cộng r, hay nói cách khác là 0 nhân quy cộng r đó, mà 0 nhân quy bằng 0 thôi. Tóm lại là r chính là bằng p của âm 1. Và p của âm 1 tức là giá trị của đa thức này nè, lúc x bằng âm 1 thôi ha. Như vậy nó sẽ bằng 2016, bởi vì âm 1 mũ lẻ là âm 1 cộng 2017 thì bằng 2016 thôi chứ gì đâu mà. Rồi, thầy chọn ha. 2016 nè, 2016 nè. 400, 400 nè. 36 nè, 36 nè. 824 đâu? 824, 824. Trừ 4 phần 3, trừ 4 phần 3. Rồi, 2 với 2. 20 đâu? 20 đây. Một còn nữa. 13. 13 với 13. Rồi 81 với 81. Nhờ cái này là bằng 4. Mình ngồi suy nghĩ tại sao bằng 4 chứ. Ừ. X với y dương thôi, đâu cần phải là số nguyên đâu. Đâu cần phải là số nguyên đâu kem. Như vậy x sẽ bằng x y nè, trừ cho y, tức là x nhân cho y trừ 1. X bằng x y trừ y, thì chuyển vế đổi dấu. X cộng y là bằng x y, vậy x sẽ bằng x y trừ y. X y trừ y thì rút y ra ngoài, ở trong còn x trừ 1. Vậy từ đây các em suy ra là y sẽ bằng, y sẽ bằng x trên x trừ 1. À. Khi đó bây giờ x cộng y sẽ bằng gì?
Khi đó x cộng y sẽ bằng x cộng cho cái này, đúng không? Quy đồng thì sẽ bằng x x nhân x trừ 1 trên x trừ 1 rồi cộng cho x trên x trừ 1, nó ra như kỳ kỳ. Coi lại có đúng không? X cộng y bằng x y, và x sẽ bằng x y trừ y, x sẽ bằng y rút ra còn x trừ 1, rồi y sẽ bằng x phần cho x trừ 1. Đúng rồi, đâu có sai gì đâu. Giờ người ta bắt tính x cộng y, đúng không? Vậy x cộng y tức là bằng x y, làm cho nhanh này. Cộng y bằng x y tức là bằng x nhân cho x trên x trừ 1. Như vậy nó sẽ bằng là x bình hả? Trên x trừ 1. Nó chả ra gì hết. Nó đâu có ra gì đâu ta. Đề kỳ cục ở trời. Theo thầy nghĩ là x phải là nguyên dương. Chứ nếu vậy thì có nhiều đáp án quá. Đúng không? Bây giờ thầy chọn nè. Thầy chọn đại x bằng 1 đi. Hay là x bằng 3 đi. Thì lập tức là có y tương ứng liền. Y là bằng 3. 3 phần 2 liền nè. Đúng không? Giờ các em thử đàng hoàng nè. X và y đều là số dương rồi ha. Rồi 3 cộng 3 phần 2 nè. 3 cộng 3 phần 2 là sẽ bằng 9 phần 2. Rồi lấy 3 nhân 3 phần 2 cũng bằng 9 phần 2. Như vậy là có một đáp án rồi đó. Giờ tôi không thích chọn x bằng 3. Tôi chọn x bằng bằng 5 đi. Thì suy ra y nó sẽ lập tức là bằng bằng gì? Bằng 5 phần 4 liền. Như vậy là thử lại này, 5 cộng 5 phần 4 là bằng 25 phần 4. Mà 5 x 5 phần 4 cũng bằng 25 phần 4. Cứ như vậy ta có hàng tỷ các đáp án khác nữa. Mà mỗi đáp án này các em đem x cộng y lại là nó ra khác nhau, chứ làm gì mà ra 4 được. Vậy cái đề này sai nè. Cái đề này đúng ra là x là phải là số tự nhiên nguyên dương, rồi cộng lại là bằng tổng bằng tích. Thì lúc đó các em sẽ tìm được x và y đều bằng 2. Thì lúc đó 2 cộng 2 sẽ bằng 4 thì mới đúng được. Vậy các em nha. Ồ quên, nếu mà nguyên dương thì thầy quên giúp các em giải đó chứ. Thôi, lỡ rồi, tự giải đi, mệt rồi. Bài thi số 2. Câu số 1. Rồi, câu số 1 kem. Rồi, thầy rất cảm ơn là nhiều em học sinh trên toàn quốc 46, 47 tỉnh thành, hiện tại là 47 tỉnh thành đều có học sinh tham gia vào các khóa học của thầy. Chứng tỏ là kiến thức của thầy đã được lan tỏa và được các em chấp nhận. À, điều đó là rất là vui với một giáo viên dạy toán. Và hy vọng là các em tiếp tục ủng hộ thầy những khóa học tiếp theo ha. Tiếp tục. X trừ 1 nhân x cộng 1 chính là x bình trừ 1 á, bằng 8. Và từ đây chúng ta suy ra là x bình là bằng 8 cộng 1 là bằng 9. Rồi như vậy trừ 12 nhân x bình là trừ 12 nhân 9 nha. Trừ 12 nhân 9 thì bằng trừ 108. Hình vuông có cạnh bằng 3 căn 2. Các em dùng Pythagore các em tính đường chéo cho thầy nha. Đây thầy vẽ đại khái rồi, nó không được vuông lắm.
Ồ dễ. A, B, C, D. Thì có CD là cạnh là 3 căn 2 nè. Vậy cạnh này cũng 3 căn 2. Vậy đường chéo là ta dùng Pythagore thôi kìa. Pythagore là gì? 3 căn 2. Lấy máy bấm luôn cho rồi gõ gì nữa. Mở ngoặc 3 căn 2 đóng ngoặc bình phương cộng cho mở ngoặc 3 căn 2 đóng ngoặc bình phương thì nó sẽ ra cạnh bình phương đó. À, nó sẽ ra đường chéo bình phương đó. 36 và đường chéo. Đường chéo bình phương 36 và đường chéo là bằng 6 ha. Cái này ở nít 1 thầy giải rồi nha. OA bằng 2 căn 2 cũng dùng Pythagore cái. Hình như thầy nhớ không lầm là cái trở lại nít 1 coi ha. Thầy giải kỹ luôn á. Chứ không phải là giải đẻo đâu ha. 4. Độ giao cạnh là 4 ha. Tâm đối xứng của hình vuông chỉ có 1 thôi. Thường thường hình có tâm đối xứng thì chỉ nó có 1 tâm đối xứng thôi. Chỉ có cái đường thẳng là nó có vô số tâm đối xứng thôi. Bài này ở nít 1 giải luôn rồi. Nít 1 là giải rồi, quên mất rồi. 4 mũ 2 nhân cho 3 trừ 4 mũ 3 rồi cộng 27 rồi cộng cho 4 mũ 5 chia cho 3 trừ cho 9 16 giải n bằng 2 kìa. Em trở lại nít 1 coi thầy giải kỹ nha. Rồi đây là bài toán mà thầy đã hướng dẫn trong khóa học V81 thôi kìa. Mình dùng khóa học V81 mình giải rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Đây thầy giải nha. Một trừ x, x bình cộng y bình, x bình cộng một trừ bình, rồi 7, 7 mũ 3 cộng cho, rồi ok, đáp án là bằng 127 kìa. Dùng kiến thức trong khóa học V81 thì xong quá nhanh đúng không? Còn giờ mình làm bằng biến đổi toán học thì ta làm như sau: x bình cộng cho y bình. Có nhiều cách làm, thầy chọn cái cách hay nhất. 85 nè, để cho rồi x cộng y bình phương lên là bằng 1 bình phương đúng không? Từ đây các em suy ra là x bình nè 2xy cộng cho y bình là bằng 1. Vậy suy ra là 2xy là sẽ bằng 1 trừ cho tổng của x bình và y bình, tức là trừ 85. 1 trừ 85 thì bằng âm 84. 2 nhân xy bằng âm 84 thì xy sẽ bằng âm 42. Xy bằng âm 42, nhớ điều đó. Bây giờ x mũ 3 nè cộng cho y mũ 3 là hàng đẳng thức số 6 thì nó sẽ bằng tổng x cộng y nhân cho bình phương thiếu của hiệu, tức là x bình trừ x y là cộng cho y y bình. Giờ các em lấy mấy cái trên các em thay thế xuống, x cộng y thì đề cho bằng 1 không? Còn cái này thì mình giao hoán lại thôi. Cộng y bình thì đưa sát ra đây cũng được nè. X bình cộng y bình thì đề cho là 85 rồi. Còn xy là 42 nè. Xy là trừ 42 nè. Như vậy chỗ này sẽ là trừ cho trừ 42, tức là bằng 85 cộng cho 42 các em nhé, là nó bằng 127 đó. Rồi cái này ở nít trước thầy giải rồi ha. Cũng dùng kỹ thuật V 81 mà các em đã học để giải thôi.
x mũ 3 trừ 37 x cộng 84. Rồi số dư là 18. Tiếp tục. Câu số 8 cũng sử dụng kiến thức ở trong khóa học V81 các em nhé. Ta sẽ có gì? Cái đó chia cho x trừ 2 dư 10. Như vậy suy ra gì? Ta sẽ có là sáu nhân hai mũ hai cộng năm nhân m nhân hai trừ bốn thì bằng 10. Cái này là do hệ quả của định lý Bayesian ở trong khóa học V81 mà thầy đã dạy cho các em thôi ha. Như vậy là 6 nhân 2 mũ 2 cộng 5 m nhân 2 trừ 4 là bằng 10. Rồi từ đây mình tìm ra m thôi. Này mấy em chưa học thì bó tay luôn, không hiểu nổi luôn ha. 10 trừ 6 nhân 2 mũ 2. Hồi thầy sẽ giảng theo cách mà những em chưa học cũng sẽ hiểu. 10 trừ 6 nhân 2 mũ 2 cộng 4. Rồi chia cho 10. Để bằng trừ 1. M bằng trừ 1 các em nhé. Tiếp tục bài dưới này. 1, 2 là hai nghiệm của đa thức này. 1, 2. Hai là nghiệm, suy ra lúc thay 1 và 2 vào trong đa thức này thì nó sẽ ra 0. Ra 0. X mũ 3 là thành 1 mũ 3 nè. Rồi cộng cho A nhân cho 1 mũ 2. Cộng B nhân cho 1. Cộng cho C. Thay 2 vào cũng vậy. Hai cái này khi thay vào đều bằng 0 hết. Không hết. 1 là thành 2 chứ. Quên. Rồi ta suy ra điều gì? Một bình là 1, vậy là nhân A thành A luôn. 1 nhân B thành B luôn. A cộng B cộng C sẽ bằng âm 1. Chuyển 1 bên này qua nè. Là thành âm 1 các em nhé. Và tiếp tục 2 nhân 2 là 2 mũ 2 là 4. Vậy 4 nhân A là 4A. Cái này là 2B cộng C. Rồi 2 mũ 3 là 8. 8 quăng qua kia là thành trừ 8. Rồi ta lại có gì nữa? Từ đây ta suy ra gì? C sẽ bằng trừ 1 trừ cho A cộng B nè. Mà A cộng B đề cho là trừ 16 em nhé. Như vậy là trừ 1 trừ cho trừ 16. Như vậy là C sẽ bằng trừ 1 cộng 16 là bằng 15. C bằng 15. Rồi ở dưới thầy biến đổi là 2A cộng 2A cộng 2B cộng C là bằng trừ 8 ha. Tóm lại là C là nó đang bằng bao nhiêu? C là bằng 15. Tóm lại là C bằng 15. Rồi dưới này 2A cộng cho 2A cộng 2B thì rút 2 ra làm những từ chung là còn A cộng B nè. Rồi cộng C là bằng trừ 8. Như vậy là gì? Chỗ này các em sẽ suy ra là 2A sẽ bằng, xuống dòng đi, tiết kiệm quá cũng dở. A cộng B thì biến thành trừ 16 để cho mà. Còn C mới giải xong kìa, C bằng 15. Vậy từ đây các em có 2A sẽ bằng là trừ 8.
trừ 2, 2 nhân trừ 16 là bằng trừ 32, đem qua đây là cộng 32, chuyển vế đổi dấu, trừ 15. Như vậy là 2A cuối cùng là bằng trừ 8 cộng 32 trừ 15. Trừ 8 cộng 32 trừ 15 là bằng 9. Từ đây suy ra A sẽ bằng 9 chia đôi là 4,5. À, 4,5 các em nhé. Tham gia khóa học V81 thì những kiến thức này rất đơn giản, trở nên rất đơn giản. Sắp tới thầy sẽ ra khóa học V82 gồm những cái mảng kiến thức để giúp các em giải quyết những cái bài tập hình học. Rồi còn 7 phút ta giải quyết câu số 10. N cộng 3 2N bình 12N 19 là số nguyên tố. Tìm số tự nhiên N để những cái số đó là số nguyên tố. Cái số N cộng 3 thì dễ rồi. Bây giờ 2N bình cộng cho 12N cộng cho 19 này, thì nó có cái đặc điểm gì đáng lưu ý không? Dùng chức năng khảo hàm đi kìa, tìm hàng loạt đi. X bằng 0 thì coi. Đúng luôn. N bằng 0 thì được. 0 cộng 3, số 3 là số nguyên tố. 19 cũng là số nguyên tố, 37 cũng là số nguyên tố ha. Vậy ta đã giải xong cái vòng thi số 2, bài thi số 2. Rất nhanh chóng. Bây giờ mình kiểm tra lại có câu nào sai không. Bình trừ 5x trừ 4. Rồi đúng rồi. Nghi nghi câu này mà đúng rồi. Câu này thì cũng chắc chắn đúng rồi. Cái này thì đúng, đúng hết. Rồi ok. Khi đó độ dài đường chéo dùng Pythagore. Khi đó cạnh dùng Pythagore luôn. Rồi nấp bài. Chắc chắn đúng rồi. Ok. Ta qua bài thi số 3 các em. Cho tam giác ABC vuông. Các em vẽ hình nhanh đi ha. Tam giác ABC vuông. Ở A. D là trung điểm BC. E là trung điểm AC. AC bằng 16, vậy EC bằng 8, BC bằng 20, vậy DC bằng 10. Vậy DE bằng 6 các em, chúng mình lấy Pythagore thôi. DE là đường trung bình song song với AB cho nên sẽ vuông góc với AC. Tam giác DEC vuông ở E dùng Pythagore ra 6 cm. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật, quá đúng. Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật, sai rồi. Hình thang vuông là có hai góc vuông đó, nhưng mà đâu phải hình chữ nhật đâu. Rồi, đây chính là hiệu hai lập phương các em. Hiệu hai lập phương thì bằng hiệu nhân bình phương thiếu của tổng. Như vậy 2x trừ 3y là hiệu rồi, vậy A sẽ là bình phương thiếu của tổng 2x và 3y ha. Vậy nó sẽ là cái này. 2x tất cả bình là 4x bình, 3y tất cả bình là 9y bình, ở giữa là 2x nhân 3y là 6x đi. Đây. Số nào lớn nhất
trong các số sau. Số lớn nhất sẽ là số, bây giờ các em cứ tính 4 mũ 500 thì nó sẽ là 4 mũ 5 tất cả mũ 100. À, tương tự với bàn kia, 2 mũ 600 là bằng 2 mũ 6 tất cả mũ 100. 3 mũ 500 thì bằng 3 mũ 5 tất cả mũ 100. 5 mũ 300 thì bằng 5 mũ 3 tất cả mũ 100. Giờ các em so sánh mấy cái trong mặt đơn này nè. 4 mũ 5 á là bằng bao nhiêu? 1024 à. 2 mũ 6 là bao nhiêu? Là 64. 3 mũ 5 là bao nhiêu? Hai trăm bốn mươi ba. Năm mũ ba là 125. Vậy lớn nhất là ông này rồi, 4 mũ 500 ha. Rồi, các em đọc đề tiếp của cái bài này. Cái này mà dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thì mình làm ra lanh lẹ luôn ha. Nhanh luôn nè. Alpha. Ừ, rồi. A bình cộng B bình. B là 3 trừ A đó. Rồi, A xong. Kết quả là A mũ 4 nè cộng cho B mũ 4 47 kìa. Đây. Như vậy dùng kỹ thuật của khóa học V81 thì các em ra rất là gọn gàng và nhanh. Thời gian đó mình dành để giải những câu khác khó hơn, thừa thời gian á. Bây giờ là mình đang bồi dưỡng cho nên thầy hướng dẫn cái cách giải tường minh bằng toán học các em nhé. Rồi, bây giờ A cộng B nhân cho A bình cộng B bình thì nó sẽ bằng 3 nhân 7, chứ gì nữa. A cộng B là 3, bình cộng B bình là 7. Rồi các em khai triển cái vế trái ra là A mũ 3 cộng cho A B bình. Rồi cộng cho A bình B. Rồi cộng cho B mũ 3. Nó sẽ bằng 21. Cộng B mũ 3 thì giao hoán ra đầu này. Rồi hai cái này thì rút nhân từ chung. Ha. Rút AB ra ngoài. Vậy ở trong còn là A cộng B. Rồi. Mà A cộng B thì biết rồi. A cộng B thì bằng 3 các em nhé. A cộng B thì bằng 3 nè. Rồi, như vậy là A mũ 3 cộng cho B mũ 3 thì bằng 21 trừ 3 lần AB. Để dành nó. Tính sổ xong. Bây giờ thầy trở lại cái đầu tiên là A cộng B. A cộng B thì bằng 3. Như vậy A cộng B bình phương là bằng 3 bình là 9. Từ đây suy ra là A bình cộng B bình cộng cho 2AB là bằng 9. Từ đây suy ra là AB. AB sẽ bằng là 9 trừ cho tổng của A bình
cộng cho B bình tất cả chia 2, đúng không? Từ đây em suy ra AB sẽ bằng 9 trừ cho tổng của A bình và B bình, tức là 9 trừ 7 đó, chia 2 thì nó bằng 1. 9 trừ 7 là 2 chia đôi bằng 1. Giờ ráp xuống đây là 21 trừ 3 nhân 1 là 3 luôn. Vậy nó sẽ bằng 18. A mũ 3 cộng B mũ 3 là bằng 18 nhé. Tiếp theo thầy sẽ lấy A cộng B nhân cho A mũ 3 cộng B mũ 3 thì nó sẽ bằng 3 nhân cho 18. Tiếp tục khai triển ra thầy sẽ có là A mũ 4 cộng cho A mũ 3 B cộng cho A B mũ 3 rồi cộng cho B mũ 4 ha, là bằng 54. Chứ nữa từ đây suy ra là A mũ 4 nè cộng B mũ 4 nè sẽ bằng 54 trừ cho AB trong ngoặc. AB rút ra nhé, A bình cộng B bình trong ngoặc, chuyển vế đổi dấu đặt từ chung luôn. Vậy bằng 54 trừ cho AB, AB là bằng 1 em nhé, AB trên này bằng 1 nè. Còn A bình cộng B bình thì đề cho bằng 7. Như vậy 54 mà trừ cho 7 thì còn 47. Vậy đúng cái đáp án hồi nãy mình giải ra. Mà mình giải ra từ cái đời nào rồi, đời ông địa rồi, phải không ha? Như vậy những kỹ thuật của khoa học V81 em ráng mà giữ mà dùng ha, rất là lợi hại ha. Nó vừa lợi vừa hại đó. Rồi, hẹn gặp lại các em trong nick thứ 3. Các em đừng có quên trang web của thầy buiminhluan.wordpress.com. Các em vào và đăng ký ngay cái khóa học V81 nếu chưa đăng ký. Bởi vì sau này thầy dạy V82 thì những kỹ thuật ở V81 thầy không có nhắc lại nữa đâu ha. Như vậy là muốn học V82 thì các em nên theo dõi V81. Đi vô đó cho nó dễ hiểu ha. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick số 3 nha.